Xin chào ông bà, cô chú, anh chị và các bạn nha. Hiện tại thì em đang ở chỗ của bé Lượng cả nhà ơi. Đây, hôm nay thì em đến đây em hỏi thăm cái tình hình buôn bán giấy số của bé Lượng hôm nay như thế nào cả nhà. Rồi mời cả nhà cùng theo dõi clip của em nha. Đây, bé Lượng nghe nè cả nhà. Hello Lượng. Kêu chú Quân là chú chạy tới ngã ba chú chờ con. Chú chạy lên tiếp tận trên này chú kiếm con. Ủa vậy là nãy là con ở bên nhà nội hả? Dạ. Rồi con kêu chú Quân là đứng ở ngã ba chờ con đúng không? Chắc chú không có nghe được cái tin nhắn không? Chắc vậy. Không. Tới đây rồi mới đọc tin nhắn. Dạ. Thôi chạy xe đạp vậy đi. Rồi hello con nè. Rồi thôi hiểu luôn. Hello Lượng. Dạ xin chào ông bà, cô chú và anh, các chị. Dạ em chào. Rồi hôm nay sao? Hôm nay có đi bán gì không? Dạ không đâu. Bởi vì là hết người ta nghĩa bỏ vé rồi. Sao vậy? À đi chơi không thông báo cho người ta á. Cái này không bán không thông báo á. Thành ra là... Bây giờ mày lấy chỗ khác được không? Chỗ khác thì chỗ khác mà quan trọng là mấy chỗ này bằng là của cô đó không à. Chết rồi. Vậy giờ nói cái là đâu có đường nào lấy đâu. Ủa kỳ vậy đó, là mình nghỉ bán là người ta không cho lấy nữa hả? Không phải là mình nghỉ lấy, không phải là mình thông báo. Mình nghĩ mà mình nghỉ phải thông báo cho người ta biết để người ta còn sang giấy khác. Ờ, à, rồi con có báo người ta nghỉ. Đúng. Chết con luôn. Chết rồi. Dạ, giờ là con tính đi tìm chỗ khác đúng không? Dạ. Giờ anh tìm chỗ khác qua đường khác mới được, cái đường này là chắc của cô hết rồi. Dạ. Chắc vì cái dãy giấy số của cô nhiều lắm. Đúng rồi, giờ có đi kiếm mà. Mấy cái đại lý chắc vòng vòng lên của cô không? Bởi vậy mới thất vọng. Sáng giờ làm gì? Dạ, chả có làm gì hết. Dạ. Dạ. Ngồi chơi vậy á, chả có làm gì cả. Vậy là từ hồi mà bà nội nghe lên thăm tới giờ là không có bán luôn. Không bán luôn. Yeah. Đứt vốn rồi. Rồi có qua có không có ba không có đi bán nha, có qua phụ bán về chích cha. Dạ không. Không luôn. Dạ quá. Có anh quà rồi. Có mà rồi. Con rồi con rồi đi à, cũng ghen rồi. Bộ câu đậu chim mén rồi, chim mén đi mất tiêu rồi. Cắt hợp đồng lâu rồi. Cắt hợp đồng lâu rồi. Không ăn mì luôn. Đúng rồi. Hợp đồng 20.000 cắt đất rồi. Đóng dấu luôn rồi. Đẹp với mày vô. Rồi sao giờ là hôm nay là giờ này có cái bán không hay là dạ hôm nay mới nghỉ, hôm nay nghỉ tối mới đi bán mà bây giờ phải đi kiếm chỗ khác cái đó. Chứ giờ tối đi bán mà không kiếm được chỗ khác cũng vậy. Bây giờ đi kiếm đại lý khác là mình lấy. Dạ, Rebex. Tao chạy dài lên kiếm út trên đây có. Rồi mai mốt mà con có lỡ đi lấy giấy số là con chạy tiếp lên chảnh là còn mệt nữa. Ờ, kiếm vòng vòng ở đây nè. Đi bán giấy số là con chạy qua nhà bà nội Hóc Môn trước rồi con mới đi lấy phải không? Đúng rồi. Con vẫn lấy vốn chưa? Không có, thường là nếu mà đi bán bữa tối đúng rồi con cầm vốn sẵn về lấy giấy số sẵn. Do là giờ vậy thì hết lấy giấy số rồi. Chứ con bán gì đâu mà nghe nó bán quá trời luôn mà là nếu là đại lý không có đủ rồi con cấp giấy số á. Nên cô không có giao cho con nữa đúng không? Bậy tùm bà. Cái này có bán đâu, lỗ 500 rồi. Lỗ 500 hả? Hơn 500 luôn. Mấy bữa rồi? 5 bữa mấy rồi. Rồi là không? 5 bữa rồi. Là từ khi bà nội lên là con không có bán luôn. Dạ. Trời ơi. Không bán mà vui. Này tiền đâu ăn trời. Thôi. Rồi kiểu này chắc ốm nữa. Rồi làm bữa con ra con lấy giấy số là cô nói sao? Cô nói sao rồi? Cô nói là hôm nay con không có kêu bán thành ra là cô không có sách vé cho con. Cái con nói là ngày mai. Có nghĩa là hôm nay có không cô? Thế là cô mới nói là không. Ủa tại con hỏi là tại sao vậy cô? Nói là mày nghĩ mày không thông báo để tao ôm hết vé rồi. Giờ mày còn nói nữa chắc tao không cho đâu. Từ ngày cô tưởng là con bán lấy. Là cô chừa giấy số là cho con. Đúng không? Rồi bữa đó con nghĩ là con thông báo cho cô đó, là... Cô đã ôm cái số. Hên một cái là cô trả. Cô được trả bởi vì cô đại lý lớn à, cô đại lý cô có thể trả vô phải không? Mà con bán cũng ít mà ta. Rồi lại lần nghĩ có được không? Mà con bán cũng ít cái số mà chị ta có 50 tờ 150 lận. Bữa tối 100 tờ à. Lấy là 100 tờ luôn à. Dạ. Bữa tối bán được hơn không được? Dạ đúng rồi. Ban ngày là chú thấy rồi từ ba lắm. Mấy tiền trước là lấy 50. Dạ. Bán mấy tối bữa tối mình bán nó thấy nó khỏe hơn. Nó mát đúng không? Nó mát. Vừa ban ngày nắng. Có lỗi là tại mình đúng không lượng? Lỗi là tại
mà đổi tên mình. Thôi cũng mong là cái cô mà giữ cái số mà có coi được cái clip này không có lỗi cho nữa. Cho lấy lại hả? Cho lấy lại bán tiếp hả? Giờ phải đi tìm cái chỗ mới, mà có thể chỗ mới ở xa hơn. Chỗ này là gần chỗ Hà Nội là quá sướng luôn. Rồi xe ồn. Chừng nào mà đi bán cái chạy qua Hà Nội, ra Hà Nội xong chạy ra chỗ đó lấy để gần nữa. Dạ. Bây giờ kiếm mấy cái chỗ khác thì nó xa hơn. Dạ. Sáng giờ ăn uống gì chưa? Dạ mới ăn xong luôn. Ăn nhà Hà Nội hả? Hà Nội cho ăn cái gì? Bún mít tàu hũ. Trời sướng vậy. Yeah. Chỗ này thất nghiệp rồi cũng cũng được bà nội đãi cho ăn ha. Yeah. Thất nghiệp rồi vẫn được đãi ăn nhiều quá đã. Có bà nội nhiều quá sướng. Hôm nay đi mặc đồ đẹp quá vậy? Đi học có gì mặc đồ đẹp quá vậy? Dạ, đồ đi học á. Chiều nay đâu có học đâu mà mặc đồ đi học. Có đâu mặc lại luôn, bữa đi học mặc luôn. Trời đất ơi. Mấy nay học hành sao rồi? Dạ vẫn bình thường. Bình thường. Vẫn bình thường như là lường. Có biết chữ nhiều chưa? Không biết cũng chữ. Được nhiều nhiều. Để học từ từ biết chữ ha. Buồn có cái chỗ là giờ kiểu không có chỗ lấy giấy số. Đang gào không có chỗ. Đang gào. Chắc cái này còn một khoảng thời gian nữa con mới kiếm được giấy số. Vậy hồi giờ biết cháu mình chạy vòng vòng qua cái chỗ nào? Bây giờ mình chạy là mệt lắm. Giờ này ngay giờ trưa đúng rồi. Giờ này nắng lắm. Bây giờ nói chung bây giờ chú con hỏi chú là có cái đại lý nào mà nó nằm ở trong lề đường không? Đâu bây giờ có nằm ngoài đường không mà đường nắng. Nắng nữa. Mà đi kiếm thì mệt biết chừng nào mà nói, mà trong khi là tất cả cái khu chỗ này là của cái cô chủ hết. Mà cô chủ nghĩ cho con lấy về giờ con lấy ở đâu? Tất nhiên là phải đi kiếm chỗ xa hơn. Mà xa hơn là tất nhiên phải mệt hơn, mà mệt hơn là tất nhiên cũng phải bị say nắng là bệnh nữa. Chết luôn. Rồi gán như con. Gán lên. Đúng rồi, gán lên chú, gán lên. Gán lúc đầu lên. Lúc đầu con không có biết hả? Con không có biết là mình không có bán vậy là mình phải báo hả? Ban đầu hả? Ban đầu thì con cũng nghi nhưng mà con quên mất tiêu đi con cũng. Nói chung là vui quá. Vui quá không? Vui quá, quên mất tiêu. Bà nội. Lo cắm đầu cắm cổ ăn không có nhớ được cái gì đâu. À bà nội lên là vui quá rồi quên luôn rồi. Cô không cho lấy giấy số nữa nên bây giờ là cũng đang tìm cái chỗ mới để lấy giấy số cả nhà. Dạ. Tội nghiệp không? Bán giấy số mà cũng không yên nữa đó. Cũng gặp sự cố. Thôi chắc mai mốt con chuyển qua nghề riêng của mình luôn quá. Chứ bán nghề của người ta mà giờ người ta không cho lấy. Ủa rồi cái chú gì mà nói cho con đi học nghề đó rồi sao rồi? Dạ chưa biết là con người con có số họ mà con quên mất tiền cái tên này. Con có gọi chú hả? Gọi chú thử coi. Con không biết cách gọi. Biết đâu chú đưa đi làm luôn rồi sao? Thì ớ. Dạ chú đó cũng ở Hóc Môn thôi nè. Dạ. Nói chú ở gần đây. Là hôm bữa đó là chú là nói là giới thiệu con đi làm đó là làm bên chợ nghề thì con biết không? Làm xưởng gì đó không biết nữa. Xưởng mà làm vô học nghề có lương luôn. À, vô học nghề thì trả lương á. Dạ. Nếu mà được vậy thì nó khỏe hơn được bán giấy số, nắng nôi rồi. Mới đầu con bưởng đâu chú nói là nếu mà được vậy chú cũng muốn gì làm. Ba hôm nay có làm không? Dạ. Ba hôm nay cũng có bán. Không bán hả? Anh Hòa nghe nói về nhà rồi đúng không? Dạ anh Hòa đi về nhà đi đám dỗ gì sao? Sao con đi với anh Hòa luôn? Thôi nghỉ. Bye bye. Xa quá rồi. Xa quá, mệt nữa. Chứ lâu lâu mà được ngày nghỉ lại nghỉ cho nó khỏe đúng không? Đúng rồi. Không có đi học quá. Chứ lại đi đâu đó chơi cho thoáng cái này. Thường nghỉ vậy là con có ở nhà con ôn bài tập lại không? Chắc con có không? Gánh cảnh, gánh cảnh không? Con ôn lại tôi nhớ. Chứ không rồi con cũng cầm điện thoại ngồi chơi. Chứ tự ra là ra ngoài trường học á con muốn ngồi ra cũng trước đi. Bữa ra ngoài ôm tập lại học thôi. Học xong cái thuộc rồi đưa cho bố ơi con vậy nè rồi xong thôi. Chứ như con như bây giờ học mà nó mang nhớ. Đúng không? Nắm được cái căn bản là được. Dạ. Nhanh mà nghe nó dạy là học liền biết liền mà. Hôm bữa là chú có coi cái kênh của anh Thật á, chú anh Thật á là có quay con là nói là con mới nhận cái trọng trách quan trọng nhất ở trong trường không? À. Vô trong trường làm bảo vệ. Ồ, ghê vậy. Đâu con có thể nói sơ sơ về cái công việc đó không? Cái công việc đó của con thì nói chung là con chỉ canh cái cầu thang ấy. Để cho mấy em nó không có được lên, nó hay chơi đường tắt bởi vì cái cửa mà bấm chuông cho mấy em đi lên cầu thang bộ á, đi lên trên đường đầu á.
để cái cửa nó đóng, sau 4 giờ chiều là nó sẽ đóng, cho đến 4 giờ 45 là mới mở ra cho mấy học sinh vô bấm chuông. Nhưng mà cái cửa phía bên này á là nó không có đóng, bởi vì là mấy cô giáo hay đi cầu thang máy á, thì cho mấy cô giáo với mày thầy giáo là đi bên này đó. Còn mấy em cũng hay chơi đường tắt lắm, mấy em không thấy ai vô là mấy em đi vô cũng đi cầu thang máy, để rất là nguy hiểm. Mà nếu mấy em không đi cầu thang máy, mấy em đi cầu thang bộ á, mình chụp chân mình té cũng rất là nguy hiểm. Với cả là con người đi trọng là con tới giờ thì con bung chuông cho mấy em lên tóm tắt là vậy. Con dặn mấy em lên rồi hả? Dạ không, con cho mấy em hết, con chỉ đạo là mấy em bỏ dép ra trước khi lên. Sau đó là đi lên xong là không mang đồ ăn lên trên. Không, mà mình làm vậy có ảnh hưởng gì tới cái giờ học của mình không? Chẳng có gì ảnh hưởng. Là từ bây giờ? Bởi vì là thường á là của con á, lúc nào vô cũng phải có 10 phút riêng. Bởi vì là thường là cô giáo sẽ dạy cho mấy em để có một khoảng trống trước. Sau này có một khoảng trống sẽ dạy con nhiều hơn. Đôn vô. Đây là cái công việc đó là đầu tiên là tự con là tình nguyện hay là sao? Là có... Dạ, tự con tình nguyện rồi con đi vô cổng con xin đi. Con thấy mấy em đi vậy là nguy hiểm rồi, con tình nguyện làm không? Đúng rồi. Có cô, con nói là vô lấy canh phòng vô cô cũng được. Dạ, con nói là dạ, con cho con xin vô. Vậy là cái hành trình hôm nay là chỉ là đi cái tìm cái chỗ để bán vé số thôi. Dạ đúng rồi, với cả là ông bà nào mà có đang ở địa điểm Hóc Môn thì con cũng xin tiết lộ một bí mật, đó là sắp tới thứ ba tuần này thì con sẽ đi với ông nội, ông bà nội, mình đi phát quà Giáng sinh, cũng như là ông bà cô chú bác nào, cũng như là các em nhỏ, cũng như là anh chị đây, thì nếu mà có thấy bắt gặp cũng như là đoàn xe của ông bà nội thì nhớ là nhận quà đó. Rồi ok Lượng nha, chắc chú cũng dừng clip đây. Cảm ơn Lượng rất là nhiều. Dạ đúng rồi, thứ ba mình đi vào lúc khoảng 6 giờ mấy đến 7 giờ. Dạ đúng rồi, con đi ra là 7 giờ là bắt đầu đi học luôn, bắt đầu đi phát luôn. Hồi đó con tặng nhận quà phát chứ chưa bao giờ đi phát quà. Lần này rất là vui đúng không? Dạ. Rồi, chắc con làm là ông già của em đúng không? Yeah. Rồi chào Lượng nha. Dạ. Chúc Lượng là tìm được cái chỗ bán vé số lý tưởng nha. Gần kiếm chỗ ngồi gần thôi. Gần rồi, với lại nhà mát đi. Hẹn gặp lại cả nhà clip sau nha. Bye bye ông bà cô chú và các anh các chị nha. Xin chào và hẹn gặp lại nha. Bye bye.